Trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. EU chuẩn bị cho cuộc chiến thương mại nếu ông Trump đắc cử. Ông Trump và bà Harris tìm thấy tiếng nói chung ở Trung Đông. Kinh tế Đông Nam Á sẽ bị tác động như thế nào bởi bầu cử tổng thống Mỹ? Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị đến với những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình thế giới trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong trường hợp ông Trump trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng tới, một cuộc chiến thương mại lớn và đầy đủ sự do so có thể sẽ bùng nổ. Và lần này, EU đã chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ. Một trong những bước đi quan trọng của EU là thành lập lực lượng phản ứng nhanh, được đặt ngay tại trung tâm ban điều hành của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Bruxelles. Nhóm này đã được chuẩn bị để đối phó với cả hai kịch bản, Đảng Dân Chủ hoặc Đảng Cộng Hòa thắng cử. Tuy nhiên, trọng tâm rõ ràng là chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Trump quay lại với chiến lược thương mại cứng rắn hơn. Động thái trên cho thấy nếu ông Trump tái đắc cử và áp đặt các mức thuế mới, EU sẽ không khoản nhượng. Bruxelles đã chuẩn bị một danh sách các biện pháp trả đũa mạnh mẽ nhằm tạo áp lực buộc ông Trump phải ngồi vào bàn đàm phán ngay từ đầu có thể nói một trong những thay đổi lớn nhất sau nhiệm kỳ đầu của ông trump là sự đoàn kết mạnh mẽ giữa các nước thành viên eu trong việc đối phó với các thách thức thương mại từ mỹ ủy ban châu âu đã đóng vai trò chủ đạo trong việc phối hợp chiến lược đảm bảo rằng toàn bộ khối sẽ phản ứng thống nhất một nhà ngoại giao cấp cao từ bruxelles khẳng định bruxelles đã chuẩn bị sẵn sàng một danh sách các biện pháp trả đũa mạnh mẽ và chúng tôi tự tin rằng có thể chiến thắng trong cuộc chiến thương mại này một trong những điểm nóng trong cuộc chiến thương mại tiềm tàng này chính là ngành công nghiệp ô tô của Đức. Ông Trump đã từng đe dọa áp thuế từ 10% đến 20% lên các sản phẩm của ngành công nghiệp ô tô Đức trong nhiệm kỳ đầu tiên và tuyên bố sẽ phá hủy ngành công nghiệp này để buộc các doanh nghiệp chuyển sản xuất sang Mỹ. Đối với ông Trump, việc áp thuế lên ô tô không chỉ giúp giảm thâm hụt thương mại của Mỹ mà còn là một đòn bẩy để đạt được các thỏa thuận thương mại có lợi cho Washington. Sự đe dọa trên đã khiến các nhà sản xuất như Volkswagen, BMW và Daimler lo ngại. Ngành công nghiệp ô tô Đức không chỉ quan trọng đối với nền kinh tế Đức, mà còn có mối liên kết chặt chẽ với nhiều nền kinh tế khác trong EU. Một cuộc chiến thương mại với Mỹ sẽ gây thiệt hại lớn, không chỉ với Đức mà còn với toàn bộ chuỗi cung ứng ở EU. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của EU không phải là kéo dài cuộc chiến thương mại, mà là nhanh chóng đàm phán một thỏa thuận các nhà ngoại giao EU tin rằng, dù có thể rất quyết liệt trong việc áp thuế, ông Trump vẫn là một người đàm phán thỏa thuận, bẩm sinh. Minh chứng là ông Trump từng đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, NAFTA với Mexico và Canada, cũng như đạt được các thỏa thuận với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Trên cơ sở đó, EU đang dự đoán rằng một phần trong các cuộc đàm phán này sẽ liên quan đến việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa EU và Mỹ về vấn đề Trung Quốc ông Trump từng thể hiện sự quan tâm đến việc đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng Trung Quốc và EU có thể tận dụng điều này để làm đòn bẩy trong các cuộc thương lượng. Mặc dù vậy, EU hiểu rằng thời gian không đứng về phía mình. Ngay sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc, Brussels sẽ phải hành động nhanh chóng để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Hiện tại, cuộc chiến thép giữa EU và Mỹ đã được tạm dừng sau khi lệnh đình chỉ thuế quan của EU kéo dài thêm 15 tháng vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, lệnh này sẽ hết hiệu lực vào tháng 3 năm tới, ngay sau khi tổng thống Mỹ tiếp tục nhậm chức. Dù ông Trump hay bà Kamala Harris có lên cầm quyền, EU vẫn sẽ phải tính toán lại các chiến lược thương mại của mình. Dù có nhiều bất đồng trong cách xử lý vấn đề Ukraine, nhưng đối với cuộc xung đột ở Trung Đông, ông Trump và bà Harris lại bất ngờ tìm thấy tiếng nói chung. Có nhiều lý do để Mỹ duy trì quan điểm đối ngoại gần như đồng nhất với Israel qua nhiều đời tổng thống đặc biệt khi đường đua tranh cử đang tiến gần về đích được biết kể từ khi xung đột nga ukraine đã bước sang năm thứ ba đảng cộng hòa và đảng dân chủ vẫn tiếp tục bất đồng quan điểm về chính sách của mỹ đối với quốc gia đông âu này bà harris cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đối ngoại của chính quyền joe biden bao gồm hỗ trợ ukraine và ngăn tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tham gia trực tiếp vào cuộc chiến với nga ngược lại ông trump tỏ ra mơ hồ về mức độ hỗ trợ của mỹ trong tương lai dành cho ukraine cựu tổng thống Trump từng nhiều lần chỉ trích chính quyền của ông Biden vì đã gửi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Từ nhận xét của mối quan hệ gần gũi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, ông Trump khẳng định sẽ kết thúc xung đột ngay sau khi đắc cử. Tuy nhiên, có vẻ như Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã tìm thấy tiếng nói chung trong vấn đề Gaza. Lưỡng đảng đều ủng hộ cái mà họ gọi là quyền tự vệ của Israel bằng cách tiếp tục dòng chảy viện trợ cho nước này. Trong khi ông Donald Trump khẳng định sẽ để Israel hoàn thành công việc ở Gaza, bà Kamala Harris sẽ tiếp tục đối sách của chính quyền đương nhiệm là cung cấp cho Israel mọi thứ mà Tel Aviv cần. Theo báo cáo của Viện Watson thuộc Đại học Brown, Nhà Trắng đã cung cấp cho Israel 17,9 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự riêng lẻ kể từ cuộc tấn công do Hamas vào giải Gaza ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đây được xem là số tiền kỷ lục kể từ khi hai nước thành lập quan hệ ngoại giao. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở New Jersey, ứng ừ viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump chỉ trích đối thủ ở Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris vì luôn đề nghị ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ông nói, khi tôi trở lại phòng bầu dục, tôi sẽ ủng hộ quyền của Israel giành chiến thắng trong cuộc xung đột chống lại các mối đe dọa. Họ phải có quyền giành chiến thắng trong cuộc xung đột như vậy. Trước đó, bà Harris cũng nhiều lần đồng thuận với lập trường của Tổng thống Joe Biden về ủng hộ Israel, bác bỏ lời kêu gọi của một số thành viên Đảng Dân Chủ rằng Washington nên cân nhắc lại việc gửi vũ khí cho Israel vì cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Theo ông Heng Kun Hau, trưởng bộ phận thị trường chiến lược khối nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu, ngân hàng UOB của Singapore, cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 sắp tới có thể là sự bất ổn có tác động mạnh nhất đến nền kinh tế và thị trường Đông Nam Á trong phần còn lại của năm 2024 đến năm 2025. Đáng chú ý nhất là kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể làm thay đổi chính sách tiền tệ, lãi suất và định hướng của đồng đô la Mỹ. Việc Cục Dự trữ Liên bang Fed điều chỉnh chính sách lãi suất phụ thuộc nhiều vào diễn biến chính trị này và điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nền kinh tế Đông Nam Á, vốn phụ thuộc vào thương mại quốc tế và dòng vốn nước ngoài. Theo nhiều nhà phân tích, nếu ông Donald Trump tái đắc cử, ông có thể theo đuổi các chính sách kinh tế đầy tính rủi ro. Trong suốt quá trình vận động, ông đã đề xuất hàng loạt biện pháp thuế quan nhằm vào Trung Quốc và Mexico. Ngoài ra thì ông Trump còn đề xuất một mức thuế chung 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Những chính sách này không chỉ gây ra nguy cơ leo thang chiến tranh thương mại mà còn có thể dẫn đến lạm phát cao hơn, khiến các ngân hàng trung ương trong khu vực phải điều chỉnh chính sách lãi suất một cách thận trọng. Cùng với đó, ông Trump cũng đã gợi ý rằng thuế quan thương mại có thể được sử dụng để chi trả cho việc cắt giảm thuế. Ông muốn các công ty sản xuất hàng hóa tại Hoa Kỳ sẽ trả mức thuế ưu đãi là 15%, giảm từ mức 21% hiện tại. Chuyên gia UOB nhận định, điều này có thể gây ra lạm phát vì việc gia tăng thuế quan thương mại của ông sẽ dẫn đến giá hàng nhập khẩu cao hơn, đồng thời ông Trump cũng muốn hồi hương và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, một ý tưởng có thể thắt chặt thị trường lao động và đẩy tiền lương lên cao, tạo ra một áp lực gây ra lạm phát khác. Ngược lại với ông Trump, chuyên gia tại UOB cho rằng, ứng cử viên đảng Dân chủ Harris cho đến nay đã phác họa các chính sách mong muốn của mình một cách khái quát. Về chính sách thương mại, bà có khả năng sẽ tiếp tục cách tiếp cận sân nhỏ, hàng rào cao của chính quyền Biden, áp dụng mức thuế quan có mục tiêu cụ thể hơn cho các ngành công nghiệp cụ thể với cách tiếp cận ít đối đầu hơn so với cách tiếp cận do ông Trump đề xuất. Về chính sách thuế, bà Harris đã đề xuất tăng thuế thu nhập đối với những người có thu nhập cao nhất, tăng thuế đối với nhóm có mức tăng vốn cao nhất và tăng thuế đối với các tập đoàn, trong khi việc giảm thuế dành riêng cho các ngành chiến lược và các ngành công nghiệp sạch đối với các nước đông nam á sự trở lại của ông trump có thể khiến khu vực này đối mặt với lạm phát cao hơn làm phức tạp hóa các chính sách tiền tệ của các nước điều đó góp phần làm cho lãi suất khó điều chỉnh hơn và góp phần củng cố sức mạnh của đồng đô la mỹ các chính sách đối ngoại và thương mại mang tính đối đầu với trung quốc của ông trump có thể làm tăng rủi ro địa chính trị trên toàn khu vực có rủi ro kéo theo là ông có thể kìm hãm sự phục hồi của tăng trưởng và dòng chảy thương mại đối với trung quốc và trên khắp đông nam á Điều này có thể khiến các chính quyền khu vực và ngân hàng trung ương phải hiệu chỉnh lại chính sách tài khóa và tiền tệ tương ứng của họ vào năm 2025. Trong những năm tới, UOB dự báo dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Đông Nam Á sẽ tăng thêm 38% lên 312 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027 và lên 373 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Chuyên gia UOB khuyến nghị trong bối cảnh bất ổn sắp tới đối với thương mại toàn cầu phát sinh từ cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, điều quan trọng là phải lưu ý đến mối quan hệ thương mại mạnh mẽ và hỗ trợ được thiết lập bởi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Kết quả thăm dò dư luận tại các bang giao động quan trọng đang cho thấy dấu hiệu tích cực về khả năng thắng cử của ông Donald Trump trong năm nay. Giới quan sát nhận định, cựu Tổng thống Mỹ đang nắm giữ những chìa khóa vàng có thể giúp ông mở cánh cửa phòng bầu dục một lần nữa Thứ nhất, về di sản kinh tế. Trong màn tranh luận với ông Biden hồi tháng 6, ông Trump tuyên bố đã để lại nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ sau khi rời nhiệm sở vào năm 2020. Tuyên bố của ứng cử viên đại diện Đảng Cộng hòa được cho là có phần khoa trương, nhưng trên thực tế, tăng trưởng GDP trong thời kỳ ông nắm quyền đã đạt mức tương đối ổn định là 2,6% trước đại dịch. Quá trình phục hồi cũng diễn ra tốt đẹp sau khi cựu tổng thống chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, ông Joe Biden. Thứ hai, nhiều cử tri nam ủng hộ ông Trump. Mỗi lần ra tranh cử tổng thống, ông Donald Trump đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri nam và từng dẫn trước ông Biden với tỷ lệ ủng hộ 53% so với 45% vào năm 2020. Tỷ lệ này được cho là sẽ tiếp tục tăng cao trong cuộc bầu cử năm nay, đặc biệt đối với nhóm cử tri nam trẻ tuổi. Theo nghiên cứu của Gallup, nam giới trẻ tuổi ở Mỹ đang trở nên bảo thủ hơn, trong khi nữ giới cùng độ tuổi lại có xu hướng theo đuổi chủ nghĩa tự do. Thứ ba, vấn đề Trung Đông. Mặc dù nhìn chung chưa đến 1% cử tri, coi đây là vấn đề quan trọng, nhưng xung đột ở Trung Đông lại là mối quan tâm lớn của hai nhóm cử tri chính của Đảng Dân Chủ, cử tri trẻ tuổi và cử tri Mỹ gốc Ả Rập. Theo Viện Người Mỹ gốc Ả Rập, ông Donald Trump và bà Kamala Harris hiện đang ngang bằng về tỷ lệ ủng hộ từ nhóm cử tri Mỹ gốc Ả Rập. Tuy nhiên, điểm đáng báo động là khoảng 10% cử tri nhóm này đang chuyển sang ủng hộ các ứng cử viên của đảng thứ ba do không hài lòng với cách thức lưỡng đảng xử lý vấn đề Trung Đông. Bà Harris có khả năng cao sẽ bị những cử tri ủng hộ Palestine quay lưng sau những tuyên bố đứng về phía Israel trong cuộc chiến ở bên kia bán cầu. Thứ tư, sự xuất hiện muộn màng của bà Kamala Harris tiếp nhận ngọn đuốc từ Tổng thống Joe Biden và chính thức tham gia đường đua vào Nhà Trắng hồi tháng 7. Bà Harris đã có một khởi đầu như mơ khi liên tiếp phá vỡ các kỷ lục gây quỹ và tỷ lệ ủng hộ từ cử tri. Tuy nhiên, tuần trăng mật tranh cử của bà Harris có vẻ đang tiến đến hồi kết. Sau một thời gian trượt dài trên các bảng thăm dò dư luận, ông Trump đã bắt kịp và có phần vượt lên đối thủ đến từ Đảng Dân Chủ ở nhiều bang chiến địa quan trọng. Thứ năm, hệ thống bầu cử Mỹ có lợi cho ông Trump. Hệ thống bầu cử theo cử tri đoàn đang mang lại nhiều lợi thế hơn cho các tiểu bang thưa dân và vùng nông thôn, nơi tập trung đông các cử tri ủng hộ cựu Tổng thống và Đảng Cộng Hòa. Cụ thể, cư dân Wyoming với gần 70% đã đứng về phía ông Trump trong năm bầu cử 2020 sẽ được hưởng 5,1 phiếu đại cử tri đoàn trên 1 triệu dân, trong khi cùng số dân New York và California theo chủ nghĩa tự do ủng hộ Đảng dân chủ chỉ được hưởng 1,4 phiếu. Nguyên tắc winner-take-all tạm dịch là người chiến thắng sẽ có tất cả được tất cả các tiểu bang áp dụng trừ hai tiểu bang Maine và Nebraska, nghĩa là chỉ cần kém một phiếu, người thua cuộc sẽ ra về tay trắng. Chính nguyên tắc này đã mang lại chiến thắng cho ông Donald Trump trong năm 2020 trước đối thủ bà Hillary Clinton.